xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ tổng quan về Tornado Cash và Token Ton. Tornado Cash là gì? Giống như hầu hết các giao thức phi tập trung, Tornado Cash là giao thức mã nguồn mở giúp thực hiện các giao dịch một cách riêng tư trên mạng lưới của Ethereum. Vì được xây dựng trên Ethereum nên Tornado Cash sử dụng hợp đồng thông minh tiêu chuẩn ERC-20 cho các giao dịch của nó. Thoạt nhìn nó có vẻ giống bất kỳ giao thức gửi và rút trên Ethereum. Tuy nhiên, điểm khác biệt đó là khi token được gửi hoặc rút từ Tornado Cash sẽ không có liên kết giữa hai địa chỉ gửi và nhận. Cụ thể, thông qua việc sử dụng các hợp đồng thông minh, Tornado Cash thực hiện giao dịch gửi tiền đến một địa chỉ ví trung gian bất kỳ. Đương nhiên, Tornado Cash sẽ ẩn danh địa chỉ người gửi ban đầu này. Tiếp đến, tiền từ địa chỉ ví trung gian sẽ chuyển đến ví người nhận. Một lần nữa, giao thức sẽ ẩn đi địa chỉ ví để không ai biết được. Từ đó nó đảm bảo quyền riêng tư hoàn toàn. Để giúp bạn hiểu hơn, hãy xem cách nó hoạt động. Cách hoạt động của Tornado Cash. Để duy trì quyền riêng tư hoàn toàn như trên, Tornado Cash sử dụng một phần công nghệ mật mã quan trọng gọi là Zero Knowledge Group ZKP. ZKP là cách thực hiện xác thực mà không có mật khẩu nào được trao đổi. Điều đó có nghĩa là chúng không thể bị hack, từ đó giúp thông tin hoặc tệp bạn chia sẻ được bảo vệ đến mức không ai khác có thể tìm ra. Đây là cách an toàn nhất để xác thực có thể thực hiện. Bạn có thể hình dung thế này. A. Người gửi cho B. Người nhận một lệnh ngẫu nhiên để chứng minh danh tính. Khi giao dịch tiến hành, Tornado Cash tạo ra một khóa ngẫu nhiên để gửi tiền điện tử của A đến B. Bằng cách sử dụng cách tạo khóa ngẫu nhiên này giữa người gửi và người nhận, Tornado Cash cắt đứt liên kết giữa các ví. Về mặt kỹ thuật, cả Cash và Tornado Cash đều sử dụng một biến thể của ZKP được gọi là bằng chứng ZKSNARK. Token Ton là gì? Giống như hầu hết các giao thức hợp đồng thông minh, Tornado Cash sử dụng Token Ton cho quản trị và tiện ích. Theo Roman Simonov, thực tế Ton đã trở nên hoàn toàn phi tập trung đến mức ngay cả đội phát triển cũng không có quyền kiểm soát giao thức. Tất cả các triển khai, thay đổi giao thức và các quyết định quan trọng đều do cộng đồng thực hiện thông qua Tornado Manic giao. Token Ton được phát hành vào tháng 2 năm 2021 với tổng cung là 10 triệu Ton. Trong đó, kế hoạch phân bổ token như sau, Governance chiếm 55%, 5,5 triệu Ton, được mở khóa dần dần trong 5 năm. Team và Investor nắm giữ 30%, 3 triệu Ton. Mining chiếm 10%, 1 triệu Ton. Airdrop chiếm 5%, 500,000 Ton. Yếu tố quan trọng hàng đầu đó là token Ton có thể được sử dụng để khai thác ẩn danh. Tornado Cash có Anonymity Set bộ ẩn danh. Bất cứ khi nào người dùng thêm token Ton, họ sẽ nhận được phần thưởng, đó chính là khai thác ẩn danh. Cách sử dụng Tornado Cash. Đầu tiên, bạn truy cập https://tornadocash.eth.link/ và kết nối trình duyệt với ví MetaMask. Bạn chọn tab Deposit, chọn token và số tiền bạn muốn gửi. Ví dụ, để gửi DAI, bạn có thể chọn 100 DAI, 1,000 DAI, 10,000 DAI hoặc 100,000 DAI. Tiếp đến, hãy nhấp vào Deposit, sau đó xác nhận giao dịch. Khi gửi tiền, sẽ có một khóa ngẫu nhiên được tạo. Trình duyệt sẽ nhắc nhở bạn sao lưu khóa ngẫu nhiên này. Bạn hãy lưu và cất giữ nó cẩn thận vì nếu không có nó bạn sẽ không rút tiền được. Sau khi sao lưu, bạn đánh dấu hộp vuông e-backup the note rồi nhấn Send Deposit. Lúc này giao dịch được bắt đầu. Cho phép token đã gửi cùng mã hash được gửi đến hợp đồng thông minh Tornado Cash. Giao dịch và phí gas cũng cần được xác nhận trong ví MetaMask của bạn. Chú ý, bạn nên đợi cho đến khi hoàn thành ít nhất 5 xác nhận để đảm bảo quyền riêng tư trước khi rút tiền. Để rút tiền, bạn kết nối lại ví và chọn tab Withdraw. Sau đó, bạn nhập khóa ngẫu nhiên trước đó đã lưu khi gửi tiền và cũng như địa chỉ rút tiền. Khi kiểm tra giao dịch trên Etherscan,
giao dịch với số tiền sẽ hiển thị. Tuy nhiên, Tornado Cash đã ẩn giao dịch và chỉ địa chỉ Tornado Cash mới hiển thị. Trên đây là một số thông tin cơ bản về Tornado Cash và Ton Token. Nếu thấy video bổ ích quý vị hãy like theo dõi kênh để cập nhật video mới. Xin cảm ơn.